Về cơ bản, CPTPP giữ nguyên các nội dung cốt lõi của TPP. Tuy nhiên, trong hơn 8.000 trang tài liệu của CPTPP được thông qua, có 20 điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với TPP trước đây, chủ yếu là các cam kết cứng rắn về sở hữu trí tuệ mà Mỹ từng đề xuất và lĩnh vực dược phẩm. Số lượng nước tham gia CPTPP là 11 nước, bao gồm Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore và Việt Nam. Việc Mỹ rút khỏi đã khiến quy mô của hiệp định bị giảm đáng kể. Trước đây, với sự tham gia của Mỹ, TPP bao gồm một khu vực chiếm đến 800 triệu dân, với thị trường chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm nội địa GDP toàn cầu và 30% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Giờ đây, CPTPP bao gồm thị trường khoảng 500 triệu dân, có quy mô kinh tế chiếm khoảng 13,5% GDP và 15% kim ngạch thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, đây vẫn là quy mô khá lớn. Theo giới phân tích, không có một thỏa thuận tự do thương mại nào lại có nhiều nước tham gia như vậy, và cũng chưa có một thỏa thuận thương mại nào có đến 30 chương đề cập tới tất cả các chủ đề then chốt nhất của nền thương mại quốc tế hiện đại như CPTPP. Vì thế, CPTPP đang tạo nên những kỳ vọng lớn lao. Chile, quốc gia sẽ chủ trì lễ ký kết lịch sử, đánh giá hiệp định mới sẽ giúp tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường, vốn chiếm đến 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. New Zealand cũng đang có sự háo hức tương tự. Một khi đi vào thực thi, lợi ích từ việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan với các nhà xuất khẩu của chúng tôi sẽ vượt xa so với Trung Quốc. FTA giữa Trung Quốc và New Zealand ước tính đem lại 115 triệu đô la Mỹ mỗi năm khi bắt đầu thực thi, trong khi với CPTPP là 222 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ có được 4 thỏa thuận thương mại mới với những nước mà chúng tôi chưa được ưu đãi tiếp cận thương mại. Đó là Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Đó là Canada, cũng là một nền kinh tế lớn không kém trên thế giới, hay Mexico cũng vậy. Đối với Mexico, CPTPP là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, nhất là trong bối cảnh quá trình đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA gồm Mexico, Mỹ và Canada đang gặp nhiều khó khăn. Tôi cho rằng CPTPP đem đến nhiều lợi ích cho Mexico, nhất là đa dạng hóa và mở rộng thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với CPTPP, Mexico sẽ tăng cường hơn nữa thương mại với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Australia. Tôi nghĩ CPTPP sẽ thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Thông qua CPTPP, quan hệ giữa các nước thành viên sẽ được tăng cường hơn. Chúng tôi, giới trẻ Mexico sẽ có cơ hội hiểu hơn về văn hóa của các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc hoàn tất đàm phán và ký kết CPTPP mới chỉ là bước đầu tiên trong một chặng đường còn nhiều khó khăn, bởi ngay cả khi một thỏa thuận được chính thức ký kết, nó cũng vẫn phải vượt qua được các tiến trình pháp lý trong nước của từng quốc gia thành viên để có thể thực thi. Dù vậy, đây vẫn được đánh giá là một thắng lợi mang tính biểu tượng của các nỗ lực thúc đẩy thương mại đa phương và xóa bỏ chủ nghĩa bảo hộ. Không thể phủ nhận vai trò đi đầu của Nhật Bản trong tiến trình hồi sinh TPP sau khi Mỹ, quốc gia có ảnh hưởng kinh tế lớn nhất trong khuôn khổ TPP, rút khỏi thỏa thuận này. Chính vì vậy, với việc TPP được ký kết, có thể nói đây là một thành công lớn của chính phủ Nhật Bản trong nỗ lực thúc đẩy liên kết thương mại đa phương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có dấu hiệu trỗi dậy. TPP với tên gọi mới là CPTPP được giới chuyên gia Nhật Bản hy vọng sẽ là một công cụ hữu hiệu để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ và sẽ là một chuẩn mực mới của hợp tác thương mại đa phương trên thế giới. Nguyễn Tuyến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.